Đó là những tình huống phân phối bóng của Soraya Formula. Hỗ trợ sau chắn. Các cầu thủ Thái Lan triển khai rất hay ở những bài đánh chiến thuật, những quả lao ngắn ở vị trí số 3 với tốc độ cực nhanh. Trong nhiều pha bóng hàng chắn của chúng ta không thể theo kịp. Đây là một trong những pha bóng như vậy, không có ai kịp để lên bám chắn. Và phân phối bóng với những đường truyền sau đầu cho Pipichaya dứt điểm. Hai trong số đó đã đem tới những điểm số. Đó đều là những đường truyền cực kỳ ổn định, rất vừa tầm. Thế trận tốt và chúng ta cần phải phát huy. Vẫn còn, nhưng cơ hội tấn công vẫn thuộc về Thái Lan. Những đường đánh chiến thuật liên tiếp được triển khai ở trí số 3, tốc độ quá nhanh. Một trong những điểm khác biệt chính là tốc độ. Thực sự là những tình huống nhảy truyền của cây truyền 2 bên phía đội sẽ là người thực hiện quả phát bóng. Cầu thủ cao nhất trên sân trong trận chung kết này. Chỉ có một chắn trong pha bóng vừa rồi, rất khó chắn được. Các cầu thủ Thái Lan đang triển khai khá nhiều những đánh ở vị trí số 3, những đánh ở vị trí giữa lưới với tốc độ nhanh. Chỉ có một mình sẽ có điều chỉnh thêm để có được sự chính xác. Điểm 14 đều rồi. Bây giờ phải tập trung cho tình huống bước 1 thật tốt để có cơ hội cho các mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam ghi điểm. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao dù đã là set đấu thứ 3. Đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ có khả năng để phát bóng tốt, đó là Thanh Thúy và Như Quỳnh. Và một miếng đánh khác đó là đưa bóng sang vị trí số 2 cho Pipichaya, là lựa chọn của Soraya. Xử lý từ bước 2 khá bất ngờ nhưng chưa thành công. Vẫn còn. Chân bóng thành công của Thát Đào. Người đá bóng vừa rồi có lẽ là Như Quỳnh. Kỹ năng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan khiến chúng ta cảm thấy đôi khi đội tuyển này rất dính bóng. Những tình huống tưởng như là chúng ta đã có thể ghi điểm rồi. Và một miếng đánh khác đó là đưa bóng sang vị trí số 2 cho Pipichaya, là lựa chọn của Soraya. Xử lý từ bước 2 khá bất ngờ nhưng chưa thành công. Vẫn còn. Và chân bóng thành công của Thát Đào. Người đá bóng vừa rồi có lẽ là Thanh Thúy. Tưởng chừng là có khoảng trống để dứt điểm nhưng vẫn chưa thành công. Thêm một cơ hội nữa. Thắng chắn của đội tuyển Thái Lan với Acharapon và Thát Đào vừa rồi cũng rất kinh nghiệm. Cả đôi cầm rất hay. Ngay cả khi điểm số thuộc về đội tuyển Thái Lan thì chúng ta vẫn phải dành những lời khen ngợi. Tưởng chừng đó là một pha bóng chuyền bóng của Lâm Hoành ra hàng sau cho Thanh Thúy dứt điểm có lẽ là sẽ thuận lợi hơn. Bởi vì lúc đó anh Thanh Thúy. Nhưng chúng ta có thể ước là Thanh Thúy sẽ có một trận đấu bùng nổ và thi đấu với 200% khả năng của mình. Cô đã thi đấu hơn 100% khả năng của mình rồi. Các cầu thủ Thái Lan vẫn có thể ghi điểm, nhưng rõ ràng họ không còn có thể thoải mái như lúc đầu. Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực theo chắn rất sát và ít nhiều bảo.
cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính trong set đấu thứ 3. Đây là cuộc đấu cùng đối đầu với nhau. Chính cao Pơm Chít có mặt để cổ vũ cho những người đồng đội trẻ của mình và quyết định phân phối bóng cho Như Quỳnh. Với khoảng cách điểm vẫn xa như thế này, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể yên tâm thi đấu một cách thoải mái hơn. Cha Giang là cầu thủ mới vào sân, chịu thay cho Lý Thị Luyến. Trà Giang cũng là một trong những gương mặt cựu binh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bóng bật tay chắn và bay ra phía sau. Thời điểm mà họ đã dẫn trước 8 điểm. Bóng đã đưa được sang phần sân của đội tuyển Thái Lan. Chắn bóng thành công. Vẫn có Nguyễn Thị Trinh tham gia bám chắn. 21-24. Cũng giống như set đấu trước, đội tuyển Thái Lan ở thời điểm quyết định của cuối set đấu vẫn dồn bóng vào vị trí phụ công để dứt điểm ở vị trí số 3. Một trận đấu quá hay và đầy cảm xúc mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến cho chúng ta. Chúng tôi tin rằng là cho dù là tấm huy chương bạc thì ngày hôm nay những khán giả và những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, hâm mộ thể thao Việt Nam cũng sẽ cảm thấy xứng đáng khi chúng ta được cùng theo dõi và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt đã thi đấu hết mình với một trận đấu xuất sắc ở chung kết của SEA Games 32.